Ai chà, chợ trưa chị Liên thì bán cây rồi. Bán cây mai to. Chúc mừng nhá. Công nhận cây này đẹp. Quá rực rỡ luôn. Thơm quá. Ngồi trong quán nước thấy thơm à. Tuyệt vời đấy. Đẹp nhất chợ cái này đấy, nếu mà mai. Đã dáng cổ này là phải đã dáng cổ này nó to. Lá kim thì xấu. Lá kim thì cây cầm tay này thôi. Đẹp đấy. Chúc mừng chị. Hello các bác, chào các bác cô chú anh chị. Chợ Vạn Phúc Hà Đông. Hôm nay để xem anh Kiện có lại có cây mới rồi. Kiện tỏ anh Kiện nhiều tiền đấy chứ. Lúc nào cũng có cây mới. Chứ hoặc là tính là bán được và có tiền. Ui giời, tí nó sờ vào con quần chiếu. Đa núi. Như da cóc. Sì. Ông anh này tốt duyên ấy, bán được cây phết đấy. Wow. Cây một cây xanh Nam Điền thì phải. Nó lóa quá không nhìn rõ nhưng mà cây Nam Điền đấy. Xanh Nam Điền. Nhờ bác tí nha. Kiểu như từ gốc cây long cắt ra sao nhỉ? Không phải. Cái phần này này mà nó u nó đẹp mà nó u lên đấy các bác, không trơn này thì và cái phần tay cảnh nó mịn cũng tương đối đấy, nói chung là cũng đáng tiếc. Cái này chắc cũng không nhiều tiền đâu các bác. Đằng sau nó vướng cái xe đó, mình không quay cây xa được. Cái cây này thì phải view xa nhìn nó mới rõ ạ. Bao tiền đây anh Kiệt ơi? 60 triệu. Cái xi thì bao nhiêu? Xi thì bỏ toàn. À đây. 15 triệu xi. 15 củ à? Được đấy nhờ. Để sang bên kia xem mặt bên kia xem nào. Mặt bên kia có vẻ đẹp hơn đấy. Nhớ có đường đi. Không có đường đi. Đây này, mặt bên này chắc là cái phần về phần thân thì nó sâu hơn, nhưng mà về phần cổ chắc là chơi. Có lẽ là phải suy nghĩ, cái này chắc chơi cả hai mặt được. Đấy. Chán quá.
tưởng đẹp thì để bách mà nhìn buồn cười quá. Ai giờ tre à? Tre của tre ngà đây cả nhà ơi, tre ngà của chị Liên thì phải. Cái này được đấy. Úi giời, hình như lấy của Hương thì phải. Không biết có phải có rêu có đá này là dễ cây của Hương lắm. Cái này mà ổn định lâu năm này thì chắc múc là ok đấy cả nhà. Nó có cái phần nó là cây tre cọc. Các bác ở quê chắc mới biết cây tre cọc là cái cây mà nó mọc nó còi cọc lên này. Xong nó bị cọc, nó bị cụt. Đấy, xong nó cứ lùn mãi chứ nó không cao được. Cái đây nó đây. Này, nảy mầm này. Nảy mầm. Chị Liên hiện chị đang đi đâu không rõ. Cây tre. Cây tre bây giờ anh em chơi cũng tương đối nhiều. Mà lại tre ngà thì nó màu vàng nó đẹp. Bao tiền? Hai củ dưới. Sam Hương. Ờ. Này, cây tre cái đẹp ấy, lấy rồi bán được đấy. Cây tre. Tre ngà đẹp đấy. Phải bán vãn hay sao mà chả thấy cây mấy nhỉ? Vẫn thấy cây mấy. Cây ông đá hôm trước lại cất rồi. Em đang ở bách đến xem rồi. À thế à? Đang cân đôi giả. Được đấy. Đã đến nhà rồi có vẻ thiện chí đấy. Chưa đến nhà nhưng mà cân đôi còn dài với mình. Cô ngồi ai là trường trường. Khách nhìn chân không phải. Cái trên xe là của ai? Đây rồi. Được đấy nhỉ. Nào nào đông vui thế. Cái đây bao tiền? 15 triệu. 15 củ à? Trực không đối thủ. Như là búp măng nha. Bố tuần đi. Búp măng. Cái này giờ làm cắt được nữa là cô trọng là chơi. Đi chơi được. Búp măng. Hôm qua em và Tuần cắt được trăm nữa là chơi là xong. Đợt này hay kiếm được đồ hay vết nhỉ. Đi vẽ rồi chặt chặt đi vẽ đi. Trực là rất là khó. Tức là nó là mất điện. Mình phải mất điện đi mẹ đi thế thôi. Xem mặt sau xem thế nào. Thế đấy, mà tôi mất điện thì đi. Không mất điện. Tôi mất điện thì đi mẹ đi ở nhà. Mất điện thì đi chứ. Em mất điện. Ông này ông nào nghỉ. Em có điện hôm nay. Điện lúc thì tắt đi đâu. Phải tầm cao chắc phải tầm 40 đấy. Làm chỗ nhỏ này. Thả chỗ này nuôi thêm cao tầm 40, dáng trực búp măng. Đá vào tay ông này đi. Làm khó là. Dậy đâu. Chỗ này phải rộng, bây giờ phải rộng khoảng 38. Đấy vừa đang dậy đéo. Hơn chỉ rộng kém rồi. Nhưng mà nó cứ cạnh mưa rồi. Mà che chắn đầy năm lúc thì tôi. Giá cả hợp lý yêu thương. Ok đấy. Con này cũng bay ra kia mà câu khách. Mà lúc ấy vẫn còn đi ăn, mãi mất. Gì đây? Nhựa sao nhẹ nhỉ? À nhựa. Nhựa. Đấy. Có cây đẹp. Cây tre bao nhiêu tiền người đẹp? 2 triệu à? Đẹp đấy. Được. À vâng, mày ông giờ này ông có vẻ hơi ít cây đấy nhỉ? Chắc có cây đấy. Xin ông nha. Bảo ra lại cây này phát ông nhỉ? 1,5 triệu. Chùa một cột.
Riêng cái này là 1 triệu cũng đáng mua này. Đấy. Đấy. 0906 225 376. Quyền mỗi 3 số giữa thôi. Ba số còn ho, Thăng Long không bao giờ ho. Suối. Suối. Si đây. Em phải đánh cái cần một lớp trắng. Đấy. Hai thân đây, 1,000,000 đây anh em ạ. Mua cái này được. Thứ nhất là si tay chuột, thứ hai là một cây hai thân là rất là ít đấy các bạn. Được cây hai thân đẹp thì ít lắm. Nhiều lúc biết đẹp cho mày sống. Khi ra đâu cổ lại đưa ra cái trong phải trong đi thắng này ông nội là thằng ra công ra cố. Có phải 3 triệu không nhỉ? 3 triệu đấy. 3 triệu. Bên 2 triệu. Bên này 2 triệu, bên này 3 triệu. Đây mai chủ thủy rắn nàng đẹp. Đây kia rắn nàng cũng đẹp. Này dễ vào Vũng Tàu lắm. Cây này là cây này là rắn long tròn lắm. Cây kia là rắn nào. Bóng cũng đẹp. Quá đẹp, có hoa từ. Này trong này nhưng mà bao nhiêu người đấy, người lái xe ô tô to lắm không? Lái xe 200 người ngồi. Úi giời. 200 người ngồi cả. Đây này giờ thì bán cây này nhưng về lại đi ô tô này. À cũng bán cây à? Đây. Cái nhà đẹp quá không nhỉ? Bao nhiêu tiền đấy? Ông. Cái nhà 1,5 triệu. 1,5 triệu à? Nhà cổ đúng lúc, coi như là nhà đôi nhà. Hoa đây. Mua những cái này vợ ủng hộ cho thêm tiền. Cái nhà rất đẹp. Thơm cả nhà luôn. Cái nhà này. Không, thay cho nước hoa phòng luôn. Cái bất kể cái nào cũng vậy, một con ông cho bây giờ tối cho ra ngoài không vào đẹp thuốc rồi. Đấy, còn cây này bao nhiêu ông nhỉ? Cây này là 1,5 triệu. 1,5 triệu. Cái này chuột hay hồng? Hồng đúng không? Hồng đấy. Này con phiếu trắng lên con phiếu. Hùng à, vứt xe vào kia. Đẹp đấy. Vứt xe vào kia muốn đi bộ đẹp không? Ok. Ít nhưng toàn cây đẹp, giá hợp lý. Đấy. Đi thế này thì vòng tròn này đèn. Rồi, chua ông đắt hàng nhá, cây đẹp quá.